nằm ở trong đấy cô ơi, cô chín tư nha. Và kèn chỗ và lưu người thế này nó bế lên đây không vẫn như nhà dưới đấy, đây là phải lên đây định cho ra kia nhưng mà thôi thôi lên trên này thì yên tâm hơn ra kia đấy nó bảo bế sang đây ngồi mình nó một cái khách điện giờ thấy không ngủ ra cả đông hơn mình ngồi lên ai cũng nhẹ nhàng và mình cho nó vui trong lòng quá ai cô ơi vào cái sáng vào cả là vào bốn qua rồi để cháu tôi nó còn